Sự việc đầu tiên theo camera hành trình ghi lại xảy ra vào ngày 27 tháng 8 2024. Chiếc xe có lắp camera hành trình đang lưu thông trong đêm trên một con đường vắng. Và lúc này đã có một tình huống bất ngờ xảy ra. Ui! Ở phía trước là có một người đàn ông đang nằm ở giữa đường. Có vẻ như người đàn ông này không biết có phải do say xỉn hay không mà nằm giữa đường như thế này. May mắn là tài xế trên xe có lắp camera hành trình đã phát hiện kịp thời, do đó đã thắng lại kịp. Và cũng do là lưu thông với tốc độ chậm, do đó kịp xử lý. Trong đêm tối mà gặp những cái tình huống như thế này, nếu như không tập trung thì rất có thể xảy ra những tình huống tai nạn đáng tiếc. Người đàn ông dường như vẫn đang ngủ say sưa, ngủ ngon giấc, nằm ngủ giữa đường. Và lúc này tài xế trên xe có lắp camera hành trình bắt buộc phải lùi lại. Xả thật. Nếu như không tập trung một tí nữa thôi thì không biết chuyện gì đã xảy ra. Sự việc này xảy ra trên tuyến đường Phạm Văn Đồng, hướng Đồ Sơn, Hải Phòng vào ngày 26 tháng 8 2024. Chiếc xe có lắp camera hành trình đang lưu thông với một tốc độ khá chậm và đang lưu thông đúng phần đường, làn đường. Xử lý. Đã có một tình huống va chạm xảy ra. Dường như từ phía sau chiếc xe ben đã va chạm với chiếc xe có lắp camera hành trình đang lưu thông ở phía trước, khiến cho chiếc xe có lắp camera hành trình bị xoay vòng. Trong tai nạn này không có một ai bị thương. Sợ quá. Sợ thật. May mắn là đâu lại vào đấy. Sự việc xảy ra lúc hơn 16 giờ chiều. Quá may mắn. Có lẽ đây là một tình huống mà tài xế trên xe có lắp camera hành trình sẽ mãi không bao giờ quên. Còn sự việc này xảy ra ở trên quốc lộ 13 khu phố 6, phường Thế Hòa, Bến Cát, Bình Dương. Hãy chú ý vào hai chiếc xe này. Và lúc này hai chiếc xe đã va chạm với nhau ngay tại khu vực có đường nhánh. Đã có nhiều ý kiến cho rằng đến ngay khu vực giao nhau, khu vực đường nhánh mà cả hai phương tiện không giảm tốc độ, do đó va chạm mới xảy ra. Còn đây là một tình huống, khi mà mình xem xong cái tình huống này, mình cũng không hiểu lý do tại sao mà chiếc xe ô tô màu đen này lại có một pha xử lý đầy khó hiểu đấy. Từ ngoài đường bắt đầu đánh lái và va chạm với một chiếc xe tải đang đậu sát ở bên trong lề. Và sau khi va chạm rồi, một lát sau chiếc xe ô tô màu đen này bắt đầu lùi lại và sau đó lấy chớn và tiếp tục va chạm thêm một lần nữa. Thật sự rất là khó hiểu, không hiểu lý do tại sao, lý do như thế nào mà tài xế trên chiếc xe ô tô màu đen lại có một tình huống xử lý như vậy. Cực kỳ khó hiểu, không hiểu nổi luôn. Chiếc xe ô tô màu đen đã bị hư hỏng sau tình huống va chạm vừa rồi. Quá khó hiểu. Thật sự không hiểu nổi. Còn ở tình huống này xảy ra tại Mường Nhé, Điện Biên vào ngày 22 tháng 8 2024. Ở phía trước, đang bị sạt lở. Chỉ cần nhanh thêm một chút nữa thôi thì chiếc xe có lắp camera hành trình phải hứng chịu một hậu quả khôn lường. Có một người đàn ông. Và dường như người đàn ông này đang có dấu hiệu say xỉn. Và chiếc xe có lắp camera hành trình cũng đang lưu thông đến. Và giữa hai bên đã có những trao đổi, những lời qua tiếng lại. À thôi cho em xin em đi cái nhá. Em không. Không nhờ nhiều tiền đâu. Nhà em không có tiền. Tài xế trên xe có lắp camera hành trình đã bình tĩnh xử lý và đối đáp rất là khôn khéo, do đó không đẩy sự việc đi quá xa. Sự việc này xảy ra trên tuyến cao tốc Hà Nội Lào Cai. Ôi mẹ đét ơi, có một chiếc xe ô tô màu trắng đang cố tình vượt ẩu, vượt ngay khu vực cấm, vượt ngay khu vực có vẫn đôi phần liền. Sợ thật sự. Ôi, không biết là đi kiểu gì. Tình huống tiếp theo lại tiếp tục là một tình huống vượt ẩu, và lần này là đến xe tải. Ui. Bây giờ ra đường gặp rất nhiều những cái tình huống vượt ẩu như thế này. Một tình huống quá dễ để xảy ra tai nạn.
Tình huống này xảy ra vào ngày 27 tháng 8 2024. Ui, coi chừng nha. Lại tiếp tục là một tình huống vượt ẩu thưa quý vị. Và lần này là xe khách. Có biết bao nhiêu tính mạng của hành khách đang ngồi ở trên xe đang phó thác cho tài xế. Mà tài xế lại chạy như thế này, có phải chăng là đang xem thường tính mạng của người khác hay không? Có lẽ đây là một tình huống vành kéo thắng tay. Tài xế đã bước xuống xe rồi. Và sau khi tài xế rời đi thì chiếc xe bắt đầu tự trôi, bắt đầu tự lùi. Ôi, coi chừng nha, hy vọng là không va chạm với bất cứ một ai. Ơi, vẫn chưa một ai phát hiện ra. Ôi, rồi, có người phát hiện rồi. Hy vọng là không có va chạm, hy vọng là không có tai nạn. Mẹn đất ơi, trong lúc chiếc xe tải này lùi ra ngoài đường đã không có bất cứ một va chạm nào đối với những phương tiện khác đang lưu thông. Sự việc xảy ra vào ngày 30 tháng 8 2024. Đây là một tình huống vượt phải, vượt bên tay phải. Cùng nhau để xem. Đấy, như vậy đấy mà vẫn chen lên để vượt được. Vượt bất chấp luôn là một chiếc xe khách. Một chiếc xe khách 16 chỗ. Vượt bên phía tay phải, vượt bên phía trong cùng. Chị đây. À, có một cán bộ. Ồ, rồi. Lúc này mà có một chiếc xe nào vi phạm là coi như xong. Ôi, trời ơi, xong rồi, lẳng lặng nè. Rồi, bật xi nhan rẽ phải và tự sát thôi, tấp vào thôi. Dính trưởng. Một chiếc xe đang lẳng lặng. Chạy xe nè. Đây. À, và ở phía sau có thêm một chiếc xe ô tô màu xanh nữa. Biết bao nhiêu người xe máy người ta dứt lên không có chỗ đi. Hai chiếc xe đang lắng làng cướp đường của người khác. Sài Gòn chạy đó. Lên bẻ kiến dục luôn. Em này nè toàn nhích vô cho nó hết đi luôn. Lúc này những chiếc xe gắn máy đang đậu ở phía sau, rất khó để có thể lưu thông. Biết bao nhiêu người dân người ta không đi được. Trời thì đang nắng. Đi chui tiệm mọi nó gì trong này à. Ông thấy biết bao nhiêu người người ta chờ mình đâu không? Ông ngồi đường thì đã bé đã hẹp rồi. Mà còn lại thích lắng làng chui vào. Và tài xế trên xe bên cạnh đã có những lời nhắc nhở đối với những chiếc xe khôn lỗi này. Phạt nguội luôn. Có lẽ mức phạt 5 triệu vẫn còn nhẹ. Lẳng lặng cướp đường, xe máy không thể nào mà lưu thông được luôn. Hãy chú ý vào chiếc xe tải này. Sự việc xảy ra vào ngày 26 tháng 8 2024. Lúc này chiếc xe tải đang lưu thông thì bất ngờ dừng lại. Và sau khi dừng lại rồi thì chiếc xe tải này bắt đầu lùi lại. Chuẩn bị. Ôi. Xong. Có va chạm xảy ra rồi. Chiếc xe có lắp camera hành trình đã va chạm với chiếc xe tải ở phía trước. Sự việc xảy ra vào ngày 29 tháng 8 2024. Sẽ là một tình huống giao thông như thế nào đây? Ôi, chị đấy, ê, có một chiếc xe ô tô màu đen đang đậu ở dưới chân cầu. Khi lưu thông ở trên cầu chúng ta không được phép quay đầu, không được phép dừng đậu. Sợ ngang. Còn sự việc này thì xảy ra trên cầu Hoàng Quang Thụ, Hải Phòng. Sự việc xảy ra vào ngày 25 tháng 8 2024, được camera hành trình của ô tô phía sau ghi lại. Có một chiếc xe ô tô ở phía trước đang liên tục chạy theo kiểu là thách thức. Chạy theo kiểu là không cho chiếc xe còi lắp camera hành trình ở phía sau vượt lên. Chạy theo kiểu là không đúng một làn nào hết. Chạy theo kiểu là nửa thịt nửa mỡ. Một nửa chiếc xe thì chạy ở bên làn phía bên tay phải, còn một nửa thân xe thì chạy ở bên làn bên phía tay trái. Chiếc xe có lắp camera hành trình đang cố gắng vượt lên nhưng bất thành. Chúng ta không biết trước đó có cự cãi xảy ra mâu thuẫn gì hay không, nhưng mà chiếc xe ô tô ở phía trước đang có một hành động cực kỳ thiếu suy nghĩ và có một hành động không được đẹp. Một hành động thích hơn thua. Có lẽ là tài xế trên chiếc xe ô tô ở phía trước đã không giữ được bình tĩnh. Và đang bắt buộc chiếc xe có lắp camera hành trình ở phía sau phải dừng lại. Và rồi, chuyện gì đến cũng đã đến, chạy được một đoạn thôi. Thì chiếc xe ô tô ở phía trước bắt đầu ép chiếc xe có lắp camera hành trình vào bên trong đây và bắt chiếc xe có lắp camera hành trình phải dừng lại.
Và sau khi chiếc xe có lắp camera trình dừng lại rồi thì có thêm một nam thanh niên đi xe gắn máy khác chạy đến. Và sau đó tiến về phía chiếc xe có lắp camera trình. Không biết là có chuyện gì nữa. Không biết là đã có chuyện gì xảy ra. Sự việc này xảy ra trên tuyến đường Yên Bình, Phổ Yên, Thái Nguyên. Sự việc xảy ra vào ngày 29 tháng 8 2024. Chúng ta cùng nhau hồi hộp để xem nào. Quỳ mẹ đất ơi, là một tình huống đi ngược chiều một chiếc xe ô tô màu đỏ. Sợ. Đi vậy đấy mà đi được hay. Không biết là thi bằng kiểu gì nữa. Một chiếc xe tải vượt ẩu. Sự việc xảy ra trên tuyến đường cao tốc Lào Cai, Hà Nội, Vân Yên. Trong lúc chiếc xe tải này vượt ẩu, chiếc xe có lắp camera hành trình bắt buộc phải ép sát vào bên trong đầy mới tránh khỏi một tình huống va chạm. Theo một tình huống mà vượt theo kiểu một cách bất chấp, vượt theo kiểu là xem thường tính mạng của bản thân và xem thường tính mạng của những người khác. Bánh mì kẹp thịt. Không biết va chạm như thế nào mà hai chiếc xe khách đã va chạm với chiếc xe tải và chiếc xe tải thì đang nằm ở giữa. Còn đây là một tình huống đậu xe theo kiểu bố đời à. Một chiếc xe ô tô màu đen và chiếc xe có lắp camera trên lúc này cũng đâu có lưu thông được đâu. Còn đây là một tình huống đi ngược chiều, một chiếc xe ô tô màu đen đang đi ngược chiều và đang vượt ngay khu vực cấm vượt. Xin cảm ơn tất cả bà con, quý cô bác, anh chị, các bác tài, các tài xế đã dành một chút thời gian quý báu để theo dõi một số tình huống giao thông có trên kênh của Tin 5 Phút. Chúc tất cả các bác tài, các tài xế bình an, hạnh phúc và may mắn trong cuộc sống.